Chào mừng các bạn đến với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Nguyên MMP. Nếu như bạn lần đầu đến với kênh của mình Nguyên MMP, bạn hãy bớt chút thời gian đăng ký kênh, nhấn chuông, chọn tất cả để có thể nhận được video mới nhất. Và bạn vào kênh của mình, bạn join vào Telegram group, Zalo group, Facebook group để chúng ta có thể giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loạt kèo liên quan đến sàn Hubi. Đấy, thì các cái kèo liên quan đến sàn thì nó sẽ trả thưởng cho chúng ta về sàn các bạn nhé. Rồi kèo thứ nhất thì chúng ta sẽ có 3 sự kiện. Sự kiện 1 là chúng ta thực hiện chia sẻ 2 tỷ cái đồng SHIB. Đây, cái đồng SHIB thì nó đã list sàn này các bạn nhé. Và với cái kèo này thì chúng ta sau khi đăng ký thì chúng ta sẽ có một link giới thiệu và chúng ta gửi mời bạn bè. Số lượng mời dưới 25 người chúng ta sẽ được 100.000 SHIB. Đấy. Trên 25 người thì chúng ta sẽ nhận được là 200.000 SHIB. Và nếu như bạn mời được 30 người ấy, thì nó tính là 25 nhân cho 100.000 cộng 5 nhân cho 200.000 sẽ bằng 3,5 triệu SHIB. Đấy. Và mỗi người mời có thể nhận được là 50 triệu. Đấy, tối đa là 50 triệu các bạn ạ. Cũng khá là nhiều đấy. Rồi sự kiện thứ hai đấy là chúng ta giao dịch để nhận 2,5 tỷ SHIB. Cái phần giao dịch này thì phải mất chi phí thì các bạn cân nhắc nhé. Người mời và người được mời sẽ nhận được là 50.000 SHIB khi mà người mời thực hiện giao dịch 100 USDT và bất kỳ token nào trong thời gian xảy ra sự kiện nhé. Mỗi người có thể nhận được là 50 triệu SHIB, cũng phần thưởng cũng lớn như trên này. Đó. Sự kiện thứ ba là GTIT, thế nhưng mà mình không thấy link ở đâu cả. Thì sự kiện này thì có thể các bạn bỏ qua này. Đấy, sự kiện này thì chỉ GTIT. Đó, thì sự kiện này các bạn có thể bỏ qua. Các bạn sau khi chúng ta đăng ký KIC thì cách đăng ký KIC cũng như các sàn khác cũng khá là đơn giản. Mình sẽ để cái đường link dưới mô tả, xong là các bạn sẽ đăng ký vào KIC. Đấy. Thì bạn sẽ lấy UID ở đây nhá các bạn nhá. Xong bạn paste sang đây này. Rồi, bạn gửi link thôi. Thế là xong. Đấy. Rồi, chuyển sang dự án tiếp theo. Dự án tiếp theo cũng liên quan đến sàn Hubi. Thì sự kiện thứ nhất là chúng ta sẽ mời bạn bè và chia sẻ 50.000. Thế là sự kiện này sự kiện kép các bạn nhé, hai sự kiện trong một lượt thì chúng ta sẽ nhận được 50.000, chia sẻ 50.000 đồng Dog. Đồng Dog thì chúng ta sẽ xem đồng Dog ở trên này nó như nào nhé. Đây, đồng Dog này nó cũng đã list sàn rồi các bạn này. Dog ấy, Dog là list sàn rồi đấy, yên tâm là nó sẽ gửi về sàn. Rồi, mời bạn bè thì qua cái link giới thiệu thì nhiệm vụ này là nhiệm vụ thưởng cho link giới thiệu các bạn nhé. Gửi giới thiệu chúng ta sẽ nhận được 5 Dog này và tối đa thì chúng ta nhận được 2.000 Dog các bạn nhé. Cứ mời càng nhiều thì nhận được càng nhiều. Rồi sự kiện thứ hai là giới thiệu để chia sẻ 150.000 Dog thì người mời mà thực hiện nạp 50 đô vào bất kỳ để giao dịch bất kỳ token nào đấy. Rồi giao dịch spot tối thiểu là 100 đô bất kỳ token nào này, giao dịch future 100 đô. Đấy, những cái giao dịch này thì nó sẽ là chúng ta sẽ phải có chi phí thì các bạn cân nhắc nhá. Cái này thì mình không khuyến khích, để giới thiệu cho các bạn biết thôi. Chủ yếu là chúng ta tập trung vào cái sự kiện này, sự kiện miễn phí này. Rồi ok, bạn cũng cho cái mã UID của bạn đây và bạn gửi đi. Đấy, sau hai cái sự kiện này rồi các bạn nhé. Liên quan đến sàn Hubi. Tiếp đây mình sẽ giới thiệu một cái sự kiện nữa. Sự kiện này thì bạn hoàn toàn cũng có thể làm được. Đấy, sau khi đăng ký rồi thì chúng ta sẽ tham gia cái sự kiện thứ ba. Ta vào hubiloop.com này, enter này. Chúng ta sẽ kéo xuống nhé các bạn nhé. Đấy, chọn Android này. Nếu như bạn điện thoại Android, còn iOS chọn bên cạnh Google Play này.
Sau đấy bạn chọn cài đặt nhé. Cài đặt xong thì chúng ta chọn mở. Chúng ta chọn cho phép. Chọn agree. Bạn vuốt sang. Chọn try now. Ở đây bạn đặt password. Sau bạn chọn next. Bạn gõ lại password lần nữa. Bạn chọn confirm. Rồi, password đã successful rồi. Đấy, vào đây thì bạn thấy có một cái tài khoản gọi là như kiểu demo thôi nha các bạn nhé, không phải giá trị thực đâu này. Bạn chọn Gulit. Chọn OK. Đấy, bạn thêm tài khoản vào nhé. Ấn vào cái hình ở trên này này. Rồi, bạn chọn cái echo, mạng echo này này. Add Gulit. Create Gulit. Đợi một lúc thì nó sẽ tạo ra một cái ví. Rồi, ở đây bạn nên backup nó lại. Đấy. Bạn gõ mật khẩu confirm để backup. OK. Đấy, bạn ghi nhớ cái này, 12 cái tự đặc biệt này vào sách của bạn nhé, vở của bạn nhé. Rồi bạn chọn next. Ở phần này bạn bấm lại 12 cái tự mà bạn vừa ghi chép xong để chúng ta có thể là backup được. Đấy, bạn bấm lại nhé. Muốn bấm lại được thì các bạn là phải ghi chép hoặc là chụp ảnh lại như nào đấy. Rồi, bạn chọn confirm nhé. Tích. 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 Confirm complete. Rồi bạn có một cái địa chỉ ví, bạn copy cái địa chỉ ví này này. Trở ra. Rồi, view. Sau đấy bạn chọn home này. Đấy. Bạn lên trên này. Trượt ngang, chọn cái invite friend này. Đấy. Ở phần này thì bạn click vào cái link address ở đây. Đấy, để kết nối với lại cái ví lúc nãy của bạn ấy. Rồi bạn chọn cái địa chỉ ví của bạn. Bạn chọn confirm nhé. Địa chỉ ví đã kết nối xong. Bạn kéo xuống cuối cùng. Chọn redeem. Bạn nhập cái mã. Mã redeem ở dưới mô tả các bạn nhé. Không nhập mã đấy thì nó sẽ không vào được đâu. Rồi confirm. Đấy, bạn sẽ nhận được một cái mã quay trúng thưởng. Rồi, mã quay trúng thưởng. Rồi chúng ta sẽ chọn close box này. Đấy, nếu may mắn thì bạn sẽ trúng thưởng. Rồi, bấm. Rồi, rất tiếc là như bạn thấy thì mình không trúng thưởng. Rồi, chúc các bạn chia sẻ cho bạn bè. Cái phần chia sẻ này thì bạn sẽ nhận được thêm các cái hộp box tiếp theo các bạn này. Rồi bạn sẽ nhận hộp box tiếp theo và có thể may mắn trúng thưởng các bạn nhé. Ở đây á thì bạn có nội dung của dự án ở đây, Invent Ruler này. Thì dự án này mới ra được khoảng 1 ngày. Đấy, và thời gian là 14 tháng 7 là hết hạn. Đấy, thì bạn có thể nhận được tối đa là 30 lần quay. 31 lần quay kể cả cái lần free đấy nữa. Và được những cái quà tặng như này các bạn nhé. Đấy, quà tặng như này này. Rồi, nội dung này thì bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong này. Đấy, rồi OK. Thì các dự án liên quan sàn Huobi của mình giới thiệu hôm nay cũng đã hết. Thì rất mong là các bạn có thể nhận được quà tặng từ sàn Huobi. Đấy, những cái đồng của sàn để chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập một cách free. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở dự án sau.